chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là một cái video đầu năm Tết Dương đấy. Đây là một cái video đầu năm Tết Dương mà mình và Phương Cầy đang đưa anh em đi chơi ra trên con xe tay ga đây. Đấy đùa chứ. Ngày hôm nay mình đang đem cái dàn sáo này đi tân trang các bạn ạ. Đây là một cái dàn bò để chơi của mình, đang mang đi tân trang lại. Như trong cái video đầu tiên mà mình bảo với các bạn ấy, là con này cái đồng của nó mình vẫn chưa ưng. Cái đồng này của nó nhạt quá. Mình muốn cái đồng này nó vàng lên. Đấy, nó vàng nó phải chuẩn, đồng xịn. Đấy, thế cho nên là anh chủ làm nó bộ sáo này của mình ấy, chủ sáo này bảo mình là thôi cứ cầm về chơi tạm đi, tại vì mấy hôm đấy gió bắc không có sáo chơi thì nó bấn, nó bí lắm anh em ạ. Đấy, thế cho nên là mình cầm về mình chơi tạm. Đến ngày hôm nay thì đang là ngày cũng gần cuối năm rồi. Đấy, hôm nay là mùng 3 âm hay sao đi dã bên này em ạ. Đấy, hôm nay cũng rơi vào tầm mùng 3 âm rồi, chỉ còn có bao nhiêu 27 ngày nữa thôi là Tết rồi các bạn ạ. Thế cho nên là mình phải đem đi tân trang ngay và luôn để kịp cho sang năm. Mình chơi sang năm ấy, ví dụ anh em có hội giao lưu các kiểu mình cầm đi nó còn đẹp. Đấy, và cái thứ hai là tiện là mình cũng muốn đi tìm những cái dàn sáo giá rẻ cho các bạn. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình và tìm anh tìm sáo giá rẻ đi, mấy dàn sáo kiểu dạng mấy trăm nghìn đi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ sang ấy, mình sẽ sang nhà anh chủ ấy, vẫn chủ làm sáo cho mình hàng để chơi ấy. Kiếm xem có được con nào đẹp đẹp cho các bạn chơi không, trong cái tầm giá đó không, hay nó bắt buộc nó vẫn phải tầm trên cũ, tại vì anh này làm 6 nét lắm các bạn ạ. Toàn làm hàng nét thôi. Ok các bạn, tí đến nhà thì mình sẽ sâu góc làm việc và xem anh ấy có cái dàn nào không, báo giá cho các bạn luôn. Đấy, cho các bạn xem luôn. Anh em quan tâm thì lại có thể inbox cho mình. Ok các bạn, đi à. Hôm đến 4 năm, đến 4 năm. Cái này sơn nhanh, sơn rồi nhưng mà để anh thả thời gian nó ấy rồi. Nhưng mà kêu bác lắm. Đây là chuông này. Chuông nhà thờ hay là chuông gì ấy? Chuông nhà thờ. Đây là một bộ chuông nhà thờ. Đến 45 là sao? Đoán chuẩn thế. Giờ này mình xem sáo nhiều hơn nó thành quen. 40 anh. 40. Này 40. Quá âm đúng không? Anh em nào kết cái dàn này thì lại kết bạn Zalo với mình nhá. Đấy, sau đó thì mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em và dàn sáo này nó có những cái gì đặc biệt. Ok các bạn, đảm bảo ngon bổ rẻ cho các bạn luôn. Đấy. Con này cũng rẻ thôi. Đấy, anh Lợi anh bảo như thế. Còn cái bộ này cũng là chuông phải không anh? Chuông. Đây là hai bộ chuông. Chuông. Chuông này là chuông vẫn nhà thờ hay chùa anh? Vẫn nhà thờ. Vẫn nhà thờ. Phun chỉ mây, đây em quay vào đây nó mới sáng này, chỗ này có bóng điện này. Đây là góc làm việc của anh Lợi nhé các bạn nhé. Đấy. Không lúc nào hết việc luôn. Con này thì nặng. Con này nặng lắm. Con này nặng. Con này tầm mấy mét cóng rồi anh? Con đấy 3 mét. Ôi, có gì anh ạ? Muốn chết. Chắc em thấy nó con ngọn này không chắc, em vừa vớt cái tiếp vào ngoài. Không có bay ở đâu, trong ngoài nó lại có bay ở đâu. Cái gỗ chắc này nó nặng hơn gỗ mít phải không anh? Nặng nhiều. À, thế nào cầm cái dàn này thế nó nặng đấy. Không. Được anh em ạ, đây là hai dàn này dành cho những anh em tín đồ thích chơi chuông. Trên tay mình là một con sáo, con này chắc anh đang sửa hay sao không? Con này anh đang sửa, anh đang vào mắt đây. Sửa thách là đi về thả xong bổ vỡ thách bẩm. Chuông hay cái gì anh? Đây là cưa. Mày cưa. Cái này chắc cũng phải mười mấy quả ấy. 11 quả. Wow. Đây ống đồng anh. Ống đồng. Wow. Khách đây và gửi về làm thay mắt. Không biết ở đâu. Cho em mượn em review tí nhá. Có 7 quả. Có 6 nhôm các bạn ạ. 6 nhôm, 6 sắt có, nhưng đây các bạn ra đây mình cho các bạn xem. Lần đầu tiên mình nhìn thấy một con sáo làm bằng ống đồng các bạn. Đây, ống đồng. Đồng này gọi là đồng chuẩn chứ anh nhỉ? Đồng chuẩn. Đồng chuẩn đấy. Đồng này đúng mà, chuẩn mà. Đồng nguyên chất, đồng không pha ke. Không, con này thì đúng là quá nặng, một cả dàn này nó đến 2 cân không anh? Đồng cả dàn đấy.
đây là con cái à? Con cái. À, thế thì cũng đến. Cả gian nó tầm bao nhiêu anh? Cả gian nó 4 lạng rưỡi. À, thế cũng nhẹ nhỉ. Có 4 lạng rưỡi cho một cái dàn này thôi. Nó âm gì đấy anh? Hả? Cái này nó âm gì? Chuông à? Chuông ống đồng. Chuông đồng. Kiểu đành lắm các bạn. Kiểu đành lắm nhưng mà sửa lại mà thay mắt. Cái loại ống nhôm với lại ống đồng thì kêu nghe nó rát lắm phải không anh? Đồng nghe nó rõ tiếng. Nó đành vang. Nó đành, nó rát, nó vang. Khiếp. Già này chắc mặn lắm anh nhỉ. Anh cũng chẳng biết được nên anh sửa. Đây chắc bộ này chắc bị bổ nhiều nó mới méo như thế này. Thay mắt. Anh em xác định chơi ống nhôm, ống đồng là nó rất là đẹp, âm nó rất là hay. Hình thức đấy nó cũng rất là đẹp và âm rất là hay. Nhưng mà mỗi tội là va chạm nhẹ một tí thôi là nó méo ống. Đấy, cái ống nó méo như này, em quay kỹ cho các bạn xem. Mọi người xem. Đây quay dưới này. Các bạn nhìn thấy cái vết méo chưa? Đấy, méo lõm này. Mắt thì có khả năng không rời được. Cái này bổ ra chắc chỉ có vỡ mắt mới lại méo ống thôi chứ mắt này không rời được. Gắn kỹ lắm. Cái này gắn keo, keo AB ấy. Quá dã man. Dàn này chắc nó không có tiền dưới kiểu tầm 2 triệu đâu các bạn, chắc phải tầm hơn. Độc cái ống hay không? Ống nhôm đã đắt rồi, cái này chắc phải đắt lắm các bạn. Khiếp. Lần đầu tiên mình được cầm vào một bộ sáo bằng đồng như thế này. Hiện tại bây giờ chắc anh đang làm đến tầm 5 bộ cho khách không? Tầm 5 bộ đến 5 bộ. Còn nhiều lắm, nếu chung nó dở dở ra, nếu mà dở dở là tầm chục bộ. Nhưng mà đang vội tầm 4-5 bộ đó. Đây là những con sáo, những cái tầm mà anh ấy đang làm cho khách. Đây là một bộ ấy, cũng đang lên cho khách. Bộ này chắc mình thấy ống ngắn ngắn như này chắc lại vào chữ chuông. 70 anh. Nét dã man luôn. Cho các bạn xem quả ống này thì sẽ biết cái tay nghề làm sáo của anh Lợi như thế nào. Tại vì sao một con hàng để chơi của mình mà mình đặt niềm tin vào anh Lợi đấy. Quá nét luôn. Có nghĩa là nó bóng kiểu như là các bạn sờ vào cái ống nhựa ấy. Đấy, quay từ bên này ra bên này nó sẽ sáng hơn. Kiểu như anh em sờ vào cái ống nhựa PVC ấy, nó rất là bóng. Nó đã màn. Wow, vách gỗ luôn anh. Vách gỗ à? Vách gỗ. À đây, hôm nọ thì mình không quay được cho các bạn xem cái vách gỗ ở đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái vách gỗ. Gỗ tráng keo hả anh? Gỗ tráng keo là 2 phần. Đây, các bạn nhìn rõ chưa? Cái này thì âm nó cực kỳ chất luôn. Gỗ thì âm nó đanh hơn phải không anh? Nó không bị rung phải không? Không mất âm. Không bị mất âm. Đấy, em thấy rất là nhiều người bảo mình là chơi cái vách gỗ này nó đắt. Nó sẽ đắt hơn vách xốp anh nhỉ? Đắt hơn nhiều. Công đóng, công lấy âm nhiều công lắm. Mà làm vách gỗ thì phải chuẩn gần như 100% rồi. Đấy. Cho nên là nó rất khó là mất âm. Đó. Ngày nay cái review để cho các bạn xem cái vách gỗ. Tất cả đều vách gỗ hay sao anh? Nếu mà đã vách full, gỗ thì một loạt luôn. Full vách luôn. Trước em quay có một anh em bảo là chỉ cần 3 con chân thôi, 3 con chân gỗ thôi. Vách gỗ thôi, còn lại là vách xốp hết. Bởi vì đấy là thường thường là những dàn to thì ta hay làm thế. Bởi vì chân nó hay bị mất âm hả anh? Không, làm chân cho nó chuẩn âm, cho nó rung. Còn con ngọn kia mình lấy âm vách mút cho nó dễ. Để cho nó réo thôi thì ngọn chắc chỉ để nó réo. Đa số cái dòng vòi này nó chỉ vào âm cho chuẩn, lên âm. Ngày hôm nay sẽ có 3 cái dàn sáo cho các bạn xem qua. Và bạn nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với mình. Đấy, đây. Đây là một dàn còi anh. Còi 60. Còi, đây là một dàn còi D60. Full chỉ mây. Đấy, full chỉ mây. Rất là nét và rất là kỹ. Mình sẽ quay mắt cho các bạn xem. Đấy. Đây là những con hàng có sẵn, còn lại không anh em muốn đặt thì phải đợi. Đấy. Rất nét, rất là đẹp. Con này anh để chơi các bạn. Để chơi nhưng mà được giá là vẫn bán đấy. Con này là 50 anh nhỉ? 50, 60, 50, 40, 4, 5, 6 các bạn ạ, rất là đều. 40, 50, 60 con này chắc là chỉ dành cho tầm 2,5 lên đấy. Đúng rồi, con đấy 2,8 lùi. Nó là 2,8 không dẻo, còn 2,5 anh chứng thả 2,5. Vâng, đấy. Nhưng con này chắc phải tầm 3m rồi, nặng này mà. 3m trở lên. Vì nó tận 6-7 lạng. Con này để em xem. Con này vẫn nặng hơn. Con này bé nặng bé hơn, bé hơn nhưng mà nặng hơn. Cái vỏ của nó là cái vỏ gỗ chắc các bạn. Đây là một con hàng kỹ này, hàng này là hàng kỹ đó.
Tại vì cái miệng gỗ này em thấy bảo là người ta bán theo cân hay là vẫn bán theo cân phải không? Mà nó đã nặng như này mà bán theo cân thì cái giá thành của cái dàn sáo này có khả năng là nó cũng không mềm đâu. Đấy, có hai dàn này thì chắc là mềm anh em. Ở đây con này nó bao nhiêu xong nó vỡ này? 140 thì hành nó vỡ ra. Wow. Anh mua tàu khác đi thay đây. Một cái tầm sáo mình đúng lần đầu tiên mình nhìn thấy cái tầm sáo sao nó to này. 140. Wow. Chưa hết các bạn, còn một mảnh nữa cơ. Quá to. Anh mua cái khác thay vào đây. Wow. Đây là mua cái khác thay vào đây, nó gửi vào đây, anh ngâm rồi. Cái này là 6 đơn hay là làm dàn anh? Dàn. Wow. 140 mà lên dàn này chắc. Hòa âm 140. Hòa âm 140. Và chắc nó phải rơi vào tầm 8. Nó như cái bộ em review đợt trong này. À, thế. Nó rơi vào tầm 8 cân không anh? Không, con này chắc là chỉ rơi tầm 7 6 cân, tầm 6 cân lùi. 6 cân lùi đấy à? To con này mà trông cũng nhẹ. Nhưng mà những cái dàn như này chắc về họ chỉ để treo nhà thôi. Chứ hoặc là vui vui thì cầm ra chạy xe máy, mình nghĩ thì không lên được. Anh nghĩ lên được không? Anh không biết được vì người ta đặt, người ta có bảo là mình treo hay là người ta phải đặt thôi. To nhỉ. Quá khủng khiếp. To như này vỡ phí nhỉ, độc một cái tầm này có đến tiền triệu không anh? Nếu về là gần đến đây nó rơi 600-700. 600-700 độc cái ống không như thế này. 600 này. Thành phẩm một cái ống như này chưa lên mắt chắc nó phải rơi vào tầm tiền triệu. Làm độc cái ống này không về cho anh em lắp mắt nha, chắc nó phải đến tầm tiền triệu chứ. Nếu mà tính cả công rồi. Tính cả công vào nó phải gần triệu. Đấy. Quá dã man. Đấy chỉ sơ ý anh dựng ở đây là trời hanh, anh chỉ đánh nó bị đổ phát là anh mất cái tiền. Hanh là nó nứt rồi xong đổ cái là vỡ rồi. Nó không, nó chưa nứt đâu nhưng mà trời hanh, ý trên trời đang hanh này mà anh làm xong rồi anh dựng nó chỉ trượt tay nó đổ cái là anh bị mất cái tầm. Vỡ luôn. Ý. Đổ phát đấm đốp phát dập luôn. Quá tiếc luôn. Tức là không phải là chỉ xương cá mà là tất cả các loại sáo mà cái trời nó hành như này nó cũng dễ nứt phải không? Dễ nứt, dập nào cũng dễ. Mình bảo quản như thế nào để cho nó đỡ nứt cái mùa này? Nói chung là anh cũng sơ ý thôi, cái này kể anh làm cái dây anh níu vùng tròn vào cứ kia làm thì vẫn ok mà nên mình chẳng may chủ quan. Mình quấn đai vòng quanh đấy, cứ một đoạn. Xong cái này anh lấy cái dây thiết thiết tất vào được. À vâng, em hiểu. Nó đảm bảo. Ok. À đây. Mình sẽ đưa các bạn ra chỗ làm việc của chị. Ngày hôm nay thì là một video anh. Ở đây có con chính Mỹ, con này chọn. Con này anh chơi, cháu chơi đây. Anh chơi. Công 3. Cầu của khách đấy nhưng mà cầu tối qua thả lâu lắm. Tiện test luôn. Đây là cái chỗ làm việc của tiếp theo của anh. Nhưng mà cái công đoạn này là của chị, nhà anh làm, anh không làm đấy. Những cái công việc mà tỉ mỉ như này thì chỉ có phụ nữ làm được thôi các bạn ạ. Đấy. Cuốn đai rất là đẹp. Full đai đồng đấy. Đai đồng thì theo mình thấy là không bao giờ hết hot. Chưa bao giờ nó gọi là hết hot ở cái đai đồng này cả. Tại vì nhìn nó rất là, nó có một cái độ gì đấy nó gọi là rất là sang trọng và nó quý phái đấy. Quá nét luôn. Cái con, những cái con sáo như thế này là xong anh có sơn lại tiếp không? Cuốn đai và xong bắt đầu lại sơn tiếp. Đấy là phun bóng. À. Còn sơn đai này sơn gì đấy là sơn màu. Đây là mịn hết rồi đấy. Những con sáo này mịn hết sạch rồi. Đây. Cái dàn này của mình thì sau này là sẽ được quấn như thế này các bạn ạ. Em quay kỹ cho các bạn xem cái màu đồng này. Nó có nét không? Soi gương được luôn. Đây nó mới gọi là đồng chuẩn, đồng xịn. Đây cũng là một bộ bò đấy. Bộ bò này bằng con của mình ấy. Để xem. À dài hơn. À 90 ấy. Cái này anh chọc vào cái đầu này để làm cái gì? Đấy, chống đỡ mép là nó tầm. À nó đỡ móp à? Cho nó tròn. À. Nó có chống vỡ chứ anh nhỉ? Chống dập, chống vỡ. Rất là hay. Kỹ lắm, nói chung là làm được một bộ sáo thì nó mất nhiều công lắm các bạn ạ. Phức tạp lắm. Ok. Đâu nhỉ? Ở đây. Đây là những cái lá đồng hay sao này? Đây là lá đồng phải không anh? Đấy, đây là những cái lá đồng. Ở trong này có một cái lớp về bóc ra nó sẽ có cái màu vàng. Ok. Thì đấy các bạn ạ, vừa rồi thì mình cũng đã review cho các bạn xem qua góc làm việc rồi tất cả những cái dàn sáo mà anh Lợi anh ấy làm cho mình. Đấy. Thì anh em nào mà có nhu cầu mà mua những ba cái dàn sáo mà mình giới thiệu cho các bạn ấy
thì có thể kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại 0397454906 nhá. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ giúp anh em lấy những cái dàn sáo đó và ship và gửi cho anh em. Đấy, anh em cần biết giá cụ thể của nó thì inbox cho mình thì mình sẽ báo giá cụ thể. Đấy, ok các bạn. Còn chắc là cái dàn của mình thì để xem ạ, chắc từ giờ đến phải tầm cuối năm các bạn. Còn 27 ngày nữa thì cứ cho là để thoải mái đi. Mình thì mình sửa sáo hay làm sáo thì mình hay để cho tâm lý người làm thoải mái lắm. Thì mình mới có một cái dàn sáo ok nét nhất có thể các bạn ạ. Tại vì người ta tâm lý người ta thoải mái thì người ta sẽ làm nó nét nó ok hơn. Đấy, ok các bạn. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Anh em nào cảm thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và muốn chia sẻ cho kênh để ủng hộ mình nhá. Bye bye anh em. Bye bye.